Bây giờ em giống như em đang khởi nghiệp là con số 0, thì bóng đá nó nhiều cái nó không đem lại cho mình nhiều cái đâu. Thì bây giờ mình phải bắt đầu cuộc sống khác. Bây giờ bắt đầu con số 0 là mình là một con người mới, một công việc mới nữa. Em nói với anh, em không phải là cầu thủ xuất sắc như báo chí viết thằng Đồng hay này kia. Em nghĩ mình không không đá hay đến nỗi vậy. Mình chỉ là một cầu thủ tiềm năng thôi, phát triển, có thể phát triển tốt thôi. Em không nghĩ là em hay, em quá giỏi thật sự. Em chỉ là một cầu thủ tiềm năng thôi. Thằng Đồng cũng như Văn Quý cũng là thằng Đồng. Em hối tiếc vì em không có thành công cái con đường của mình. Em nghĩ không cần phải thành công, mình chỉ cần ra sân đá bóng, bao cầu thủ khác kiếm được tiền để lo bố mẹ thì đó là em vui rồi. Nhưng thật sự thì hối tiếc của em là em không kiếm được nhiều để lo cho bố mẹ thôi. Cái ước mơ lớn nhất của em là giúp bố mẹ. Kiếm nhiều tiền là giúp bố mẹ, anh không giúp được cho nên nhiều thôi. Thái Sung có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của em bây giờ được không? Bởi vì anh đang có thể nhìn thấy là gối của em vừa mới mổ xong. Vâng, cô em được mổ được 5 tháng rồi. Vì cuộc sống bây giờ em cũng chưa ổn định lắm, nhưng mà cũng mổ xong thì em còn ở nhà dưỡng thương, em chưa đi làm. Lúc trước thì em làm ở Hà Nội cũng một thời gian tầm 6-7 tháng, sau đó em về Đà Nẵng em mổ. Thì bây giờ cũng hồi phục hoàn toàn, bây giờ em mới ra lại, bắt đầu đi làm lại. Cái chấn thương của em nó diễn ra như nào và nó diễn ra vào thời điểm nào? Cách đây năm ngoái em đi đá phổi em bị, sau đó tầm mấy tháng sau em về em mổ. Thì gối nó yếu sẵn rồi, bây giờ nó không được mổ lần hai rồi. Anh chỉ mong nó phục hồi rồi em đi đi dạy không, còn đi đá thì em nghĩ là cũng khó lắm. Đi đá cho chơi được. Cuộc sống của em thực sự bây giờ như nào? Điều Chưa. kiện công việc, kinh tế, tâm lý, em có cảm thấy hạnh phúc không? Dạ không ạ. Dạ chưa ổn định lắm ạ. Cũng bây giờ em giống như em đang khởi nghiệp lại con số 0 ạ. Thì bóng đá nó nhiều cái nó không đem lại cho mình nhiều cái đâu. Thì bây giờ mình phải bắt đầu cuộc sống khác. Thì em nghĩ bây giờ cũng chưa ổn định ạ, chưa ổn định. Sao em lại dùng cái từ từ con số 0? Thái Sung là phải từ con số hơn như thế chứ. Con số 0 là em bắt đầu là một công việc mới, một con người mới, một công việc mới ạ. Còn lúc trước thì mình chỉ là một cầu thủ bóng đá, mình chỉ biết là bóng đá thôi. Bây giờ bắt đầu con số 0 là mình là một con người mới, một công việc mới nữa. Em xác định như nào cho cái đợt khởi nghiệp mới này? Thì em cũng cũng đi làm, cũng đi học hỏi những cái công việc mà em chưa biết. Em nghĩ là em sẽ cố gắng làm những công việc mà mới mẻ đối với mình để em thử thách bản thân mình, rồi mình chọn công việc nào phù hợp với mình nhất để mình làm lâu dài ạ. Theo dõi Sung một thời gian thì anh thấy là Sung cũng đang rất là loay hoay từ việc bán quần áo bóng đá này, Dạ. xong bây giờ lại đi từ đó ra ngoài Hà Nội này Dạ. để đi huấn luyện bóng đá. Dạ. Anh cảm thấy là nó có một cái gì đấy nó có vẻ không hợp logic lắm. Dạ. Vì vì sao nó lại có một cái sự vất vả như thế, loay hoay như vậy? Dạ thì em đi đá bóng thì em không có thật sự không để dành nhiều, không để dành ạ. Thì cũng em cũng vì quần áo bóng đá thì em cũng quen một người bạn thôi. Người bạn nhớ cũng làm quần áo thể thao, cũng bán đồ thể thao thì em cũng vào đây để học hỏi, bạn đó cũng giúp em về kinh doanh sau này để em có những kiến thức mình mới để mình kinh doanh những vấn đề về quần áo. Huấn luyện viên huấn luyện thì em cũng vô tình thôi ạ. Em đi xem những anh lớn ảnh làm bóng đá cộng đồng anh kìa, nên em cũng thấy hay, cũng nhờ ảnh nếu mà có công việc nào mà tốt hoặc là những người nào họ mà họ muốn làm, em muốn thử sức công việc đó như nào. Và bây giờ em cũng làm được 5-6 tháng rồi anh. Cũng nói chung thì em cũng không nghĩ là em làm nghề này, nhưng thật sự thì nói chung đối với bản thân mình thì nó phù hợp với mình. Bây giờ cái thu nhập chính của em nó đến từ đâu? Và em có đủ sống không? Hỏi một câu rất thật. Bây giờ thì em mới đi làm lại ạ, vì em mổ 5-6 tháng em ở nhà không, em ở nhà không dưỡng thương, em chỉ bán theo quần áo online thì thu nhập
nó rơi vào tầm khoảng từ 5-10 triệu thôi ạ. Nó không có, đương nhiên là nó sẽ khó khăn trong tài chính. Bây giờ thì em mổ xong chân em phục hồi rồi, bây giờ em mới đi ra lại làm thì đương nhiên là kinh tế sẽ tốt hơn. Thực sự bây giờ thì cũng rất là khó khăn ạ. Cái ca mổ này nó có khiến em trở nên khó khăn hơn không? Thì đương nhiên nó mất rất là nhiều thời gian, vì anh biết mổ gối Ngoài chi phí ra đó rồi mà, nó còn nó mất rất là nhiều thời gian ạ. Mất nhiều thời gian mình phải tập phục hồi, mình phải đầu tư vào cho nó khỏe, thì nó mất nhiều thời gian ạ. Anh xin lỗi phải nói câu này, là từ khi em đi tập bóng đá cho đến khi em giải nghệ, anh nghĩ là gần như em không kiếm được tiền từ bóng đá luôn ấy. Dạ rồi ạ. Đúng không? Tức là người ta thì còn có đồng ra đồng vào này, nhưng anh thấy là xuyên suốt cả cái sự nghiệp của em toàn là thấy đen đủi thôi. Thì chắc chắn là không thể có tích lũy được rồi. Em ở Đà Nẵng thì lúc đó em đi đi đi, đi mượn câu lạc bộ khác thì em nhận lương trẻ thôi ạ, và cũng đi đá thì cũng nhận tiền thưởng này kia, cũng không có hợp đồng. Lúc mà em đi vào Long An á thì lúc đó em nhận tiền lót tay, nhưng mà cũng hạng nhất thì anh nghĩ đâu có nhiều đâu, mà một năm đầu thì em nhận, năm thứ hai thì em bị em đứt dây chằng nên em không có nhận tiền lót tay ạ. Lúc đó là mình mới được nhận tiền lót tay, mới biết cái tiền lót tay là gì á. Chứ lúc trước từ đó đến giờ thì em đi đá bóng thì em chỉ nhận tiền lương trẻ thôi ạ, nên cũng Em có tiền thu thấy nhập không nhiều. số phận nó hơi bạt bẽo với mình không? Cũng là một người có tài năng, cũng là một người có cơ hội, nhưng mà cuối cùng thì vì một cái lý do nào đấy mà anh thấy em rất là lận đận. Thật sự em cũng không gặp may mắn nhiều trong bóng đá. Mình cũng phải sẽ nỗ lực, mình không có đổ thừa số phận của mình. Em thì luôn luôn nỗ lực cố gắng để khi mình cố gắng hết 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 mức có thể, nếu mà không được thì thôi cũng sao, mình vẫn vui và hạnh phúc khi mình đã bỏ ra chất xám cái nghề của mình. Thì đúng, thật sự bóng đá không đem lại may mắn cho em nhiều, em cũng bị cái này bị cái kia rất là nhiều. Trong lúc khó khăn như thế thì mọi người chia sẻ với em như thế nào? Đặc biệt là những người trong gia đình, những đồng đội chia sẻ nào để em có thêm cái sức mạnh để em tiến lên? Chứ anh nghĩ là nó vất vả hơn rất nhiều so với những cái gì người ta đang nghĩ về Thái Sung. Thì những lúc khó khăn thì em cũng hay tâm sự gia đình cũng như bạn bè, chỉ còn cách cố gắng thôi. Khi nào mình không cố được nữa thì mình sẽ chọn con đường khác. Thì em cũng cố gắng hết mình để mình không được nữa thì mình chuyển sang con đường khác. Anh cảm nhận được một nỗi đau rất lớn từ Sung ở một cái độ tuổi mà lẽ ra phải đang rất sung sức, lẽ ra đang phải tung hoành ở rất nhiều nơi, thậm chí là giấc mơ của mình là nó không chỉ ở Việt Nam đâu. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng em phải giải nghệ rất là sớm. Khi mà anh đọc cái thông tin đó ở trên Facebook của em, thực sự là anh đã suy nghĩ phải tầm 15 phút Dạ. và anh cảm nhận được cái nỗi đau của em. Em suy nghĩ như thế nào và em cảm nhận ra sao khi mà em phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của mình, là mình gần như là bức tử cái sự nghiệp của mình luôn? Lúc đó mới 27 tuổi à. Lúc đó thì em bị gối lúc đó tầm 2-3 năm, 2 năm. Em vật lộn chấn thương tầm 2-3 năm. Thật sự lúc đó điều kiện không cho phép, em cũng không có chi phí nhiều để em đầu tư vào để em chữa trị. Em cố gắng quay lại trở lại, đi thử việc cũng như đi qua trở lại. Nhưng mà cứ đi nó bị lại thì hồi cảm thấy nó rất là nản nản, mình quyết tâm quay trở lại. Chân nó cái nhiều lúc rất là khỏe, sau nó bị lại đi liên tục vậy. Em quyết định em ra Hà Nội để em tới nhà bạn em học về quần áo, để em bán thêm quần áo coi thử có được không, mình thử sức thử. Thì lúc đó em không nghĩ là em đang bàn giải nghệ, lúc đó em cũng suy nghĩ là mình còn đá được không, chứ mà mình đang phân vân làm còn đá được không, hay là mình đang ở giữa mình không biết là mình tiếp tục không hay là mình dừng ở đây. Thì cũng em cũng không biết tại sao lại viết bài đó nữa. Lúc đó em ở nhà bạn em thì em tự nhiên em lại buổi chiều đó thì em tự ngồi suy nghĩ, em tự viết ạ, Bế tắc. em đăng lên. Em cũng không biết tại sao lúc đó em lại, chắc chắn thì em lúc đó chắc chắn sẽ suy nghĩ là chắc chắn là mình quyết định của mình là chính xác rồi đó. Nhưng mà cái thời điểm mình viết bài á thì mình không nghĩ là lúc đó mình viết ạ. Vì lúc đó em chuẩn bị tinh thần là thôi chịu chân, không chịu không không cho phép được nữa, thôi mình kiếm nghề khác đi. Chứ bây giờ nếu mà mình cứ bám víu này, càng bám víu thì nó càng rời xa mình. Thôi mình chuyển hướng một công việc khác càng sớm càng tốt vậy thôi. Dạ. Anh hỏi thật là trong lúc mà soạn ra những con chữ đó có khóc không? Có chứ. Có. Vì nghề đá bóng nó đi theo mình em đá bóng từ 10 tuổi ạ, thì nó 17 năm. khoảng thời gian rất là dài. Nghề mình thì nó theo mình, đó là không phải đam mê không, cũng là vì rất là nhiều cái ạ. Thì đương nhiên khi có một quyết định giải nghệ thì nó sẽ rất là buồn, sẽ
không ăn bún cả. Với độ tuổi của em cũng trẻ, nó không phải là nó quá quá cao tuổi, nó cũng trẻ ạ. Có em lúc đó em biết em tự nhiên cũng khóc ạ. Có thực ra là thứ nhất là còn quá trẻ, thứ hai là em chưa làm được cái gì đối với cái tham vọng của mình. Đúng rồi, mọi thứ nó thật, thậm chí là nó còn chưa chưa cả bắt đầu cơ. Đúng rồi, và lúc đấy mình đã phải soạn dựng ra những cái lời. Anh nghĩ là chưa ai có thể chuẩn bị cho mình cái tinh thần vào cái thời điểm đấy. Kể cả là khi em có nghĩ là nó đúng là thời điểm rồi, nhưng mình vẫn không thể nào mà mình chuẩn bị ra là những cái con chức là Thái Sung muốn thông báo với mọi người là Thái Sung sẽ tử giã sân cỏ các thứ. Khi mà em ấn cái nút đăng bài, em có phải ngập ngừng bao lâu không? Và lúc đấy thực sự em suy nghĩ cái gì? Bởi vì một cái nút bấm đấy có nghĩa là toàn bộ cái nền bóng đá Việt Nam này nó sẽ biết là Thái Sung sẽ nghỉ rồi. Và gần như là tự em đóng cái cánh cửa của em trở lại với bóng đá đỉnh cao. Em biết là nếu em đăng bài lên thì sẽ mọi người sẽ biết em giải nghệ. Nhưng mà lúc đó thì em cũng không nói dân chào quá, kiểu thôi mình enter thì em không nghĩ là em được nhiều được like vậy. Nói chung là bởi vì em không chơi Facebook thì cái tính cách của em nó em không ít khi phô trương với người khác đó, nên em không có chơi Facebook ạ. Thì lúc đó em đăng bài lên thì em nghĩ là chắc chắn sẽ đóng cửa, cánh cửa bóng đá của mình sẽ đóng lại. Anh nghĩ là đó nó như một cái sự giải thoát đối với em, vì em không thể chịu đứng nữa, nó dồn nén quá nhiều rồi, bao nhiêu khát khao, bao nhiêu cố gắng để quay lại, vừa mới quay lại cái lại chấn thương, và những cái chấn thương nó cứ nối tiếp chấn thương, nó làm cho cái quá trình trở lại của em nó gây khó khăn hơn rất nhiều. Em nản quá, em gồng nhiều quá, em mệt mỏi quá rồi, và em muốn là thôi post cái này cái coi như là một sự giải thoát cho mình, kết thúc tất cả những chuỗi ngày đau khổ. Anh nghĩ như thế về cảm xúc của em, nó có đúng không? Đúng ạ, nó kéo dài quá. Cũng đúng, anh nói một sự giải thoát thì nó kéo dài một thời gian quá lâu. Cũng muốn quay lại thật sự không thể cho phép được nữa. Kiểu mình không thể nào bám víu cái nghề của mình nữa. Không biết phải nói là như thế nào, nhưng mà cũng rất là khó đưa ra lựa chọn. Bây giờ để mà bình tĩnh trở lại, chúng ta nói là nguyên nhân vì sao mà một Thái Sung rất tài năng lọt vào mắt xanh của Học viện Aspire, gặp biết bao nhiêu cầu thủ giỏi nổi tiếng trên thế giới, xong cuối cùng về V-League lại lận đận thế. Cái nguyên nhân cụ thể nó là cái gì? Cái thời điểm em về thì được đi Bồ Nha đá đội trẻ, nhưng mà câu lạc bộ không cho đi ạ. Em nói với anh, em không phải là cầu thủ xuất sắc như báo chí viết thằng Đồng hay này kia. Em nghĩ mình không đá hay đến nỗi vậy. Mình chỉ là một cầu thủ tiềm năng thôi, phát triển, có thể phát triển tốt thôi. Em không nghĩ là em hay, em quá giỏi thật sự. Em chỉ là một cầu thủ tiềm năng thôi. Lúc nếu em được đi nước ngoài, được đi cọ sát mấy đội trẻ ở nước ngoài thì em nghĩ là nó sẽ khác. Với thời điểm đó thì về Đà Nẵng thì có rất là nhiều cầu thủ hay anh ạ. Mình là cầu thủ trẻ mà mình cố gắng thôi, còn lúc đó thì ở Đà Nẵng rất là nhiều cầu thủ hay chất lượng ạ. Bởi vì Đà Nẵng lúc đó mới vô địch V-League năm 2012, em nhớ. Còn nguyên nhân nào nữa không? Có nguyên nhân nào mà từ phía mình không? Đó thì có chứ. Anh không hiểu vì sao em chấn thương nhiều như thế. Em bị chấn thương bắt đầu cái cuồng chấn thương á là năm 23 tuổi ạ. Lúc đó em nhớ em đã em về Đà Nẵng á, mấy năm sau liên tiếp là chấn thương liên miên. Ngày trước thì lúc mà em về thì cái suy nghĩ của em á nó còn trẻ, nó còn bồng bột, cái tư tưởng của mình là đi đá nước ngoài, thích đi đá nước ngoài thôi. Thì mình biết năng lực mình tới đâu, thật sự thì em cũng đã nói với anh em phải là cầu thủ xuất sắc. Thì lúc đó không được đi anh kìa, nó đâm ra nó nản người. Mình cầu thủ trẻ mà không tập trung một chuyên môn được, và anh cũng biết em bỏ thời gian 3 năm bên kia em học mà. Thì đương nhiên mình sẽ có ước mơ cao hơn, ai cũng vậy ạ. Nếu ai hoàn cảnh như em, ai đặt được vị trí như em cũng sẽ hiểu em muốn cái gì. Lúc đó anh đâm ra em cũng rất là chán nản, buồn á. Phải mất mấy năm sau, 2-3 năm sau em mới định hình lại thôi, bây giờ tập trung đá ở đâu được hết, quan trọng nhất là mình phải lo cuộc sống mình đã. Đông Á Shop hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tâm sự một tí về Học viện Aspire đi. Đến bây giờ anh thấy là rất nhiều cầu thủ của Học viện Aspire dường như cũng rất là lận đận về sau có Hoàng Thế Tài, đúng không? Tức là một nhóm các cầu thủ mà đi Aspire, anh thấy họ rất là lận đận. Anh không hiểu vì lý do là vì sao. Sung có thể giải thích một chút là tại sao, hay là nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Em nghĩ là nếu ở được môi trường đào tạo bên kia lâu dài á, em nghĩ sẽ tốt rất là nhiều so với Việt Nam mình.
vì bên kia môi trường nó tốt. Còn khả năng phát triển cầu thủ thì nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, em nghĩ về môi trường nữa. Sau này mình chơi chuyên nghiệp rồi, chơi đỉnh cao cũng tùy môi trường phát triển nữa, đội bóng như thế nào. Đó. Em nghĩ là như vậy. Nếu mà muốn phát triển cầu thủ thành công á, đương nhiên là do mình trước đã, nỗ lực của mình đã. Nó phải tùy thuộc vào môi trường, thời điểm cực, em nghĩ thời điểm cực kỳ quan trọng lúc đó. Còn những cầu thủ khác thì em không biết như thế nào. Có một lần anh đã giải thích theo cái suy nghĩ của anh thôi. Đấy là em đang theo một cái phương pháp, em đang theo một cái triết lý ở bên đó. Xong lôi phịch em về Hà Nội, em lôi phịch em về Đà Nẵng. Đá thì tự nhiên cái môi trường của V-League bóng đá Việt Nam nó khác. Và tự nhiên là lúc đấy là em lại gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mình gọi là tái hòa nhập lại với cái môi trường bóng đá Việt Nam. Anh nghĩ thế có đúng hay không? Dạ vâng. Bóng đá bây giờ nó khác anh này. Bây giờ thời điểm bây giờ khác nhiều so với thời điểm mà của em lúc mới về á. Cách chơi nó cũng khác, nó không sát so với nước ngoài. Về bên kia em tập thì nó có một triết lý anh ạ. Ở đó quen thì 3 năm thì mình ở đó, mình chỉ chơi một triết lý của họ thôi. Triết lý bên đấy là gì? Cụ thể là nó chơi ra? Kỹ thuật bóng anh, giống như Hà Nội mình. Ừ. Bóng. Chúng vì muốn đá bóng được phải chơi bóng được. Em muốn kỹ thuật bóng càng nhiều càng tốt. Thì nước ngoài người ta vậy. Đa số câu lạc bộ em nghĩ đa số câu lạc bộ nào cũng vậy. Ở bên đó thì em tập cái chất lượng của những buổi tập của em so với các bạn bè cùng lớp nó thế nào? Khi nào tập thì buổi đó là sẽ rất là chất lượng, buổi tập nào cũng chất lượng. Ta chú trọng về những buổi tập rất là nhiều. Em nghĩ là huấn luyện viên nước ngoài thì không phải ai cũng giỏi, mỗi người một triết lý riêng, mỗi người phong cách riêng. Em nghĩ là nhưng mà ta chú trọng cái chất lượng cái bài tập, chất lượng cái buổi tập rất là cao. Và điều kiện môi trường cũng quá tốt nên cái sự phát triển của cầu thủ thì em nghĩ nó rất là nhanh. Điều kiện về cơ sở hạ tầng, sân bãi, phòng tập, phòng gym, đồ ăn, thức uống, dạ tất vâng. cả mọi thứ nó hơn hẳn so với Việt Nam chứ. Dạ vâng. Lúc đó cũng chưa, ở Việt Nam mình chưa có câu lạc bộ nào như vậy cả. Chưa, bây giờ thì có VFF, còn lúc trước thì em nghĩ cái điều kiện chưa có như bây giờ. Khi mà em sang bên đấy nhìn thấy những cái ảnh em chụp với những danh thủ nổi tiếng, có lẽ là bây giờ nếu như một cầu thủ Việt Nam nào mà có nhiều cái buổi tiếp cận với những ngôi sao hàng đầu thế giới nhất thì anh nghĩ chắc là Thái Sung. Em ở đó em được đi nhiều, thì đi đá nhiều, đi châu Âu nhiều, nên gặp gỡ cầu thủ là cũng chuyện rất là thường xuyên. Câu lạc bộ lớn trên thế giới thì người ta cũng tinh toán, người ta về tập huấn rất là nhiều. Mùa đông hay là mùa hè tập huấn rất là nhiều, nên chuyện gặp gỡ cũng là thường xuyên rồi. Thực ra gặp gỡ một ngôi sao chụp cái ảnh đối với anh nó chả có cái gì to tát cả. Dạ. Nhưng cái quan trọng ở đây là em đang tiếp cận được với những ngôi sao lớn hàng đầu thế giới, và những ngôi sao đấy tạo cho em một niềm cảm hứng, vâng. tạo cho em một cái động lực để một ngày nào đấy mình cũng được chơi trong màu áo giống như các danh thủ đó. Vâng. Lúc đấy em có ước mơ đấy không? Em có ước mơ là em chỉ đá một câu lạc bộ nào đó ở nước ngoài thôi, chứ không. Còn ước mơ xa vời về những câu lạc bộ nổi tiếng thì không bao giờ, vì trình độ của mình biết, không, khả năng của mình không thể nào vượt tới tầm đó được. Trình độ của mình chỉ có giới hạn thôi. Em chỉ mong là được đá câu lạc bộ nào đó ở nước ngoài thôi. Còn khi thấy những cầu thủ thế giới tập thì đương nhiên mình thấy mình thích, thấy bằng da bằng thịt là mình rất là thích rồi. Thì mình cũng có suy nghĩ giống như anh, cũng muốn sau này mình thi đấu một câu lạc bộ nước ngoài nào đó. Đi châu thì em đi hay đi tập huấn, hoặc là đi tập huấn hay là đi đá giải ạ. Thì mình đi được học hỏi được phong tục tập quán của đất nước trên thế giới, cũng như mình được cọ sát, được học hỏi, mình trao dồi thêm, để sau này mình đủ lông đủ cánh để mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Lúc đó thì cũng đi được nhiều. Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu là vì sao em lại quay trở về Việt Nam. Nó hết cái khóa học hay là như nào? Bởi vì là anh biết là cái đầu ra của Aspire nó là đi châu Âu mà. Hết khóa học 3 năm ạ. Aspire có một đội hình đá ở Bỉ. Lúc đó thì như đá hạng 2 ở Bỉ, sau đó bây giờ nó đá ở đầu Bỉ rồi ạ. Câu lạc bộ Gen đó anh. Sau đó nó bán cầu thủ thì nó cũng có một cái tính toán hết ạ. Cái đội hình mạnh nhất á thì đá ở Bỉ đó, đội hình đó. Còn những cầu thủ ở đó thì đa số họ đá ở bản địa, đá nước Qatar. Thì Qatar kiếm tiền anh biết rất là nhiều. Khủng khiếp. Dạ. Anh vừa đi Doha về. Dạ. Khủng khiếp luôn, kiếm tiền sang bên đấy tiêu tiền như đốt luôn. Em mới học bóng xong thì em về ở đây thôi. Thì hợp đồng ở đây em còn ở Đà Nẵng mà. Hợp đồng anh cũng biết hợp đồng là trẻ cống hiến 5 năm rồi đúng không ạ? Thật là đáng tiếc đúng không? Dạ. Nếu mà trong trường hợp mà mình mà có cơ hội nhiều hơn thì tốt. Cái lứa của em tập ở Aspire bây giờ có cầu thủ nào nổi không? Các bạn ấy thành đạt thế nào rồi? Em nghĩ là không ai như em đâu ạ.
ai cũng ok hết, ai cũng thành đạt hết, ai cũng không phải là cầu thủ quá thành công, nổi tiếng, cầu thủ trên thế giới, hay người ta cũng ổn định về kinh tế, cũng như người ta cũng hạnh phúc về cái cuộc sống của người ta bây giờ. Em có phải là người thiệt thòi nhất trong lứa đấy không? Kể cả về mặt danh tiếng, kể cả về mặt đam mê, cống hiến, lẫn về mặt tiền bạc. Anh nghĩ là có mình ở lứa đó thì có, chắc có mình em không hạnh phúc với nghề của mình thôi. Anh nghĩ là vậy. Nhiều người tiếc cũng nói rằng là giá mà thằng Thái Sung nó đừng đi Aspire ở Việt Nam thì có khi bây giờ nó cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Em có nghĩ như thế không? Cũng có thể là vậy ạ. Nếu mà không đi Aspire sẽ một con đường khác cho mình. Nó sẽ phù hợp với bóng đá Việt Nam hơn. Dạ vâng. Mình lúc đó mình không có nổi tiếng thì mình tập trung cho mình đá bóng, mình không có nghĩ gì cả. Nếu không đi Aspire thì em nghĩ sẽ là một con đường khác cho em. Cái danh xưng thần đồng nó có làm em cảm thấy áp lực và nặng nề hơn không? Em nghĩ là đương nhiên có. Nó sẽ áp lực hơn, sự. Nhưng em mình mà nói rồi, em không phải là thằng đồng hay là cầu thủ quá xuất sắc như báo chí biết ạ. Thì đương nhiên thì nổi sớm, mà nổi sớm thời điểm rất là sớm. Thì khi về đây thì đương nhiên phải cố gắng thể hiện thật thật tốt, bởi vì rất là nhiều người chú ý đến mình ạ. Thì mình phải áp lực quá cho người ta thấy cái khả năng của mình. Bây giờ nói chuyện với Sung, anh mới thấy là thực ra ở một cái tuổi rất là nhỏ mà em đã phải gánh những cái áp lực nó quá lớn. Sau rồi áp lực lớn quá thì mình lại có áp lực thể hiện. Phải làm thế nào để thể hiện để cho nó xứng đáng? Dạ vâng. Với cái sự tin yêu của mọi người thì chúng ta cứ cố quá. Cứ mỗi một thời điểm chúng ta cố quá thì hóa ra nó lại nặng quá. Dạ vâng ạ. Và cuối cùng là không vượt qua được. Thật sự là cảm thấy rất buồn bây giờ nhìn lại cả một cái giai đoạn 18 năm rồi nhỉ? Bây giờ là đang là 18 năm kể từ ngày đầu tiên em đi đá bóng đúng không? Dạ vâng, phải 18 năm. 17, 18 năm rồi. Em có hối tiếc điều gì không? Đâu là điều em hối tiếc nhất? Em hối tiếc vì em không có thành công cái con đường của mình. Em nghĩ không cần phải thành công, mình chỉ cần ra sân đá bóng, bao cầu thủ khác, kiếm được tiền để lo bố mẹ. Thì đó là em vui rồi. Nhưng thật sự thì hối tiếc của em là em không kiếm được nhiều để lo cho bố mẹ thôi. Không lo bố mẹ được gì. Có khi nào trách nghề không? Không. Em sao lại bạc bẽo với tôi vậy? Nếu em để em lựa chọn lại thì em cũng sẽ chọn cầu thủ ạ. Vì đó là cái nghề mà em làm giỏi nhất ạ. Nếu được chọn lại em có đi Aspire nữa không? Nếu được chọn lại thì em chỉ muốn là cầu thủ bình thường thôi. Phát triển từ từ. Nếu được lựa chọn lại về đúng cái thời điểm mà lần đầu tiên báo chí nói em là thần đồng, em sẽ nói gì với người ta? Em sẽ nói em chỉ là cầu thủ bình thường thôi ạ. Em không phải là thằng đồng. Hãy để cho em bình thường để em phát triển. Dạ vâng. Thằng đồng như Văn Quý cũng là thằng đồng mà. Vì sao người ta lại gọi em là thần đồng? Em có biết lý do vì sao? Em cũng không biết. Sáng mai ngủ dậy em thấy bài báo với em thằng đồng, em cũng không biết là tại sao. Lúc đấy mình có hiểu thần đồng nghĩa là gì không? Lúc đó không hiểu, chưa hiểu lắm. Sau này em hiểu. Thì mới thấy nặng quá. Lúc đó còn nhỏ. Dạ. Khi mà em về lại Đà Nẵng ấy, là mọi người rất là kỳ vọng đấy. Dạ vâng. Rồi thậm chí là lúc mà em đến Long An ấy, là anh cũng nghĩ là ở đây thôi có lẽ là nó cũng là một cái điểm khởi đầu mới. Dạ. Để em dần dần em vươn lên. Anh thì anh không bao giờ nghi ngờ về năng lực của Sung. Dạ vâng. Nhưng mà anh cũng hơi bất ngờ một cái là tại sao em lại buông súng sớm thế? Năm đầu tiên thì em là bị chấn thương tiếp. Năm đầu tiên em tới Long An, em cũng bị gần hết giải. Sau năm sau em bổ. Năm em ký hợp đồng Long An 2 năm ạ. Thì em nghĩ là khi mình đã thoát, mình đã hết hợp đồng, mình đã xin thanh lý ở Đà Nẵng thì mình nghĩ là con đường mình sẽ khác. Mình sẽ được thử sức mới, câu lạc bộ mới cũng như mình có thu nhập tốt hơn. Thì em không nghĩ là em chấn thương. Yeah. Sau đó em cố gắng tập luyện cũng như em trao đổi khi nãy thì em cũng cố gắng trở lại cũng không được. Cái thời điểm mà em bị chấn thương ở Long An, khi mà phẫu thuật và khi mà nằm trên giường hồi phục ấy, em có suy nghĩ là có lo lắng là mình sẽ khó có thể tiếp tục theo sự nghiệp cầu thủ không? Dạ có. Vì em cũng thấy nhiều tấm gương người ta cũng giải nghệ vì cái thắng thường giống như em. Thì em cũng rất là lo lắng, không biết là chân của mình sau này như thế nào. Thì mình cũng hỏi người này người kia cách tập luyện cũng như cách tập phục hồi để sao cho chân nó khỏe nhất. Em cũng cố gắng lắm. Và lúc đó cũng không có tập phục hồi, chưa có tập phục hồi như bây giờ. Lúc đó chưa có VFF, chưa có tập phục hồi như bây giờ. Lúc đó mình em nghĩ là mình tự tập. Lúc đó mình chưa có
chưa có ai ở Đà Nẵng. Thì lúc đó sau đây một năm sau á là mới có một anh chuyên về tập và phục hồi. Lúc em mới mở gối thì em phải tự tập á. Mà mình tự tập thì không thể nào bằng có người tập được. Đang được thụ hưởng một cái nền y học, một cái điều kiện cực kỳ tốt ở Qatar, về Việt Nam nó chênh một trời một vực. Lúc đấy thực sự em có lo lắng không? Không biết là mình tập như này thì không biết là liệu có đá được không chứ. Mình cầu thủ em nghĩ phải thích nghi anh kìa. Một cầu thủ giỏi, mình cầu thủ tốt thì mình phải thích nghi môi trường. Bất cứ môi trường nào mình phải thích nghi cố gắng. Nó chênh lệch, cái chênh lệch nó không phải là vấn đề của cầu thủ phải thích nghi, mình nghĩ là vậy. Đâu là thời điểm em cảm thấy hoang mang nhất về mặt nghề nghiệp? Năm 2018 anh, đi Long An mổ. Thì lúc đó là em hoang mang nhất ạ. Cũng như câu hỏi của anh nãy, em không biết là cái chân của mình có được như trước không? Có trở lại mạnh mẽ hơn nữa không? Chứ không phải hoang mang vì cái điều kiện cơ sở vật chất hay là y học của mình hay là nhân lực để giúp mình hồi phục? Thì có chứ, nhưng mà em cũng tự tin lúc đó là em cũng sẽ trở lại được. Vì có những thời điểm em chân em rất là khỏe. Em ở Long An xong cái em về nhà em tự điều trị, em tự tập phục hồi ạ. Hoang mang nhanh thì cũng... Tại sao em lại tự tập phục hồi? Lẽ ra em phải gặp những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam chứ. Lúc đó như chưa bê vép anh ạ. Nhưng mà cũng phải có những bác sĩ, ít nhất là những bác sĩ của đội tuyển hay là những người mà họ đã cống hiến nhiều cho thể thao Việt Nam. Phải có, thì em cũng đi khám, đi chữa nhiều ạ. Thì lúc đó em bị gối thì lúc đó em biết em cần cái gì để em chữa trị. Em có tập chứ, em có đi điều trị, trị liệu rất là nhiều. Đi Sài Gòn, đi Hà Nội rất là nhiều ạ. Cũng đi điều trị xong rồi mình về mình tập. Sau là 1-2 tháng sau mình đi tiêm thuốc này kia. Cũng rất là nhiều chỗ ạ. Nhưng mà cái kết cục là không khỏi. Anh cảm nhận được trong cái cuộc nói chuyện với Sung, anh cảm nhận được sự u uất ấy. Dạ. Nó giống như kiểu mình có một cái bi kịch mà nó không có lối thoát ấy. Dạ vâng. Kiểu nó cứ luôn tục là mình bị bủa vây bởi những cái khó khăn. Sau đó là nó nhốt mình ở trong đấy, nó không cho mình cựa quậy gì cả. Và cuối cùng là mình phải kết thúc trong, phải nói là trong đau đớn. Anh nghĩ là nó đau đớn về mặt tâm hồn nhiều hơn. Dạ. Em nghĩ nếu không đáng thương thì em sẽ làm tốt hơn. Những đội bóng đã đi qua, người ta có tạo điều kiện tốt cho em không? Dạ có ạ. Nó có đủ tốt không? Chúng ta phải nói rất là thẳng thắn với nhau là có đủ tốt không? Để về, em phát triển được không? Về mọi mặt. Về mọi mặt đấy ạ. Tập luyện này, y tế này, tiền lương này, chế độ đãi ngộ này, dinh dưỡng này. Lúc em đi ra câu lạc bộ đi đội khác mượn á, như Hà Nội hay Sài Gòn thì tự nhiên về thu nhập thì sẽ không cao rồi. Vì em chỉ nhận chế độ của cầu thủ trẻ thôi ạ. Ừ. Nó rơi vào tầm khoảng 5-7 triệu tháng lúc đó. Không phải cao. Về chế độ thu nhập thì sẽ không cao đâu. Những chế độ khác như y tế hay những cái khác thì tự nhiên sẽ không. Những đội bóng như là như lúc đó thì Hà Nội cũng mới lên á, cũng đa hạng nhất. Thì đương nhiên sẽ điều kiện sẽ không bằng những câu lạc bộ khác. Về y tế thì rất ít. Ở Việt Nam mình rất ít câu lạc bộ là phải đầy đủ. Về mặt chuyên môn thì em nghĩ là mỗi huấn luyện viên có một chiến lý riêng ạ. Sẽ khác, đương nhiên sẽ khác so với lại những gì em học ở nước ngoài khác. Sẽ khác. Vì em nghĩ triết lý thì cũng do con người, cũng phải tùy thuộc con người nữa. Khi thi đấu ở với bất kỳ đội bóng nào thì mình cũng phải thích nghi hết, cố gắng nỗ lực hết. Mình khi thi đấu bóng đá mình chưa được giải tỏa thì mình chưa có nhiều đất để khẳng định lắm đâu. Lúc mà em đi đến các câu lạc bộ ấy, thì các huấn luyện viên nói gì với em? Họ chia sẻ như nào về khả năng của em, về ưu điểm của em, thậm chí là về cả nhược điểm của mình ấy? Dạ có. Thì nhược điểm của em thì lúc đó thì thể lực em không được tốt lắm. Thực sau này em quán thay đổi tập thể lực đó. Thì sau này em thay đổi tư duy cũng sẽ tốt hơn, quán thay đổi sẽ tốt hơn ạ. Em nghĩ là em về mặt thể hình, mình là thể hình với lại thể lực đó, mình nó đương nhiên nó sẽ hạn chế hơn. Nhưng sau này em sẽ cố gắng cải thiện vấn đề đó. Còn ưu điểm của mình thì đương nhiên thì anh biết cầu thủ nhỏ con thì kỹ thuật thì đương nhiên phải có rồi. Phải nhanh, phải có à. Nếu như giả sử nhé, anh nói giả sử, nếu như đặt em vào một cái môi trường như câu lạc bộ Hà Nội, liệu em có phát huy được nhiều hơn không? Bởi vì cái triết lý, cái lối chơi của em, cái kỹ thuật của em, khả năng di chuyển thông minh của em, cái sức nhanh của em, nó rất là phù hợp cho một cái bóng đá và anh nghĩ là nó giàu chiến thuật hơn, nó giàu cái kỹ thuật cá nhân hơn. Em nghĩ là nếu nó được chơi câu lạc bộ Hà Nội thì bất kỳ cầu thủ nào ai cũng muốn ạ. Vì lối chơi nó hiện đại ạ, nó giống như nước ngoài. Thật sự
ai cũng muốn đá câu lạc bộ Hà Nội cả. Việt Nam mình thì đương nhiên Hà Nội là câu lạc bộ tốt nhất, nó chơi đẹp mắt nhất và bài bản nhất. Thì em nghĩ nếu em được chơi bóng ở câu lạc bộ Hà Nội thì đó là một niềm vinh dự và em nghĩ là sẽ phát huy tối đa là khả năng của mình ạ. Có một điều gì đấy mà em thật sự muốn chia sẻ với mọi người. Em đã giữ nó trong lòng rất là lâu rồi, muốn chia sẻ để mọi người hiểu mình hơn. Bởi vì đến bây giờ anh nghĩ là Thái Sung là có lẽ là một trong những cầu thủ bí hiểm nhất Việt Nam. Bởi vì ai cũng biết, nhưng mà thật sự là không biết được cái nguyên nhân là vì sao em lại không lên đỉnh cao được. Mọi điều kiện đều tốt, không thể nói em là một cầu thủ kỹ thuật bình thường được, không thể nói là tư duy của em bình thường được. Nhưng mà cuối cùng thì cái thành công của em nó ở mức độ dưới bình thường. Người ta thấy cảm thấy đấy là một sự vô lý. Giống như anh nói, nếu em được vào môi trường như câu lạc bộ Hà Nội hoặc là những câu lạc bộ mà mình hợp với lối chơi thì đương nhiên nó sẽ phát huy được, sẽ phát huy hết. Vì em cũng nói anh cũng thời điểm quan trọng, môi trường quan trọng để cầu thủ phát triển. Nhưng là dạ, bóng đá nó không phải là cầu thủ giỏi hay không, đúng không, mà là phù hợp hay không. Phù hợp, đúng không? Đúng không? Dạ, đúng. Chứ còn nếu mà bây giờ anh có giỏi bằng mấy nhưng mà anh vào cái môi trường nó không phù hợp thì anh cũng không bao giờ phát huy được. Đông Á Shop hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi không nói chuyện cũ nữa, bây giờ ta nói chuyện tương lai. Dạ vâng. Kế hoạch trong tương lai của em là gì? Kế hoạch trong tương lai sắp tới của em là em cố gắng đi học bằng C của huấn luyện viên ạ. Và em vẫn kinh doanh đồ thể thao, em vẫn đi dạy ở Hà Nội ạ. Và em kiếm thêm một công việc nào đó đi làm trong giờ hành chính ạ. Nếu như bây giờ em được toàn tâm toàn ý đi theo con đường bóng đá đỉnh cao, em có mong muốn điều đấy không? Chứ anh thì thật sự là anh nghĩ là em đã quá thiệt thòi với tư cách là cầu thủ rồi. Anh muốn em tiếp tục với con đường là huấn luyện viên chuyên nghiệp. Và như thế thì có nghĩa là quên cái chuyện bán quần áo đi, quên cái chuyện làm công việc khác đi. Em phải làm một cái công việc ở một đội bóng chuyên nghiệp, rồi về sau có thể biết đâu đấy ông trời lại bù đắp cho ta, lại cho ta làm huấn luyện viên trưởng của một câu lạc bộ nào đấy thì sao. Em nghĩ cái nghề huấn luyện viên em không nghĩ là em làm được, nhưng mà em có cảm giác là em là rất là hợp với cái nghề này, rất là hợp ạ. Nó hợp về cái suy nghĩ của mình, tư duy của mình ạ. Khi mình làm em chỉ cần em làm một cầu thủ mà biết đá bóng thôi, một cầu thủ, một đứa trẻ em rồi cũng như là một người lớn đi, người ta hiểu được những gì mình nói, người ta thay đổi thì mình rất là vui. Kiểu như cái máu trong người của mình vẫn rất là nhiều á. Và khi em, cái cảm giác của em khi em làm huấn luyện thì em thấy đó là cái nghề của mình á. Nếu được vạch ra một cái lộ trình cho tương lai, một cái lộ trình hoàn hảo nhất, Sung sẽ vạch cho mình như thế nào? Em muốn làm một huấn luyện viên chuyên nghiệp ạ. Huấn luyện viên chuyên nghiệp bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những đội trẻ ạ. Đội trẻ? Dạ. Bắt đầu phải đi học bằng C này. Bằng C đó. Về cầm đội trẻ này. Dạ. Đi học bằng B này, bằng A này, rồi đến FIFA Pro này. Dạ. Đúng không? Và tìm kiếm một cái môi trường phù hợp với mình. Dạ. Mục tiêu tương lai em là vậy. Nhưng mà em không biết cuộc thì tương lai không trước được gì xảy ra, nó đưa đẩy em không biết được. Giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời của em là gì? Bây giờ em đang suy nghĩ cái điều gì ở trong đầu? Đâu là cái điều quan trọng nhất mà em muốn làm ngay bây giờ? Cái ước mơ lớn nhất của em là chúc bố mẹ. Kiếm nhiều tiền giúp bố mẹ. Tình hình của bố mẹ bây giờ thế nào? Chúng mày cũng già cả, cũng lớn tuổi ạ. Thôi anh không giúp được gia đình nhiều thôi. Khi mà anh hỏi về một giấc mơ gì đấy lớn nhất của em thì anh nghĩ là em sẽ nói về nghề nghiệp. Nhưng khi mà em đã không nói về nghề nghiệp mà em nói về gia đình thì anh nghĩ là lúc này là lúc mà em đang muốn bù đắp cho gia đình. Và có thể là lúc này là lúc bố mẹ đang cần em nhất, cần hơn rất nhiều so với thằng Thái Sung. Nó đang cần một chức vô địch V-League. Sao? Trên vai trò là một huấn luyện viên trưởng của một câu lạc bộ nào đấy. Anh không dám hứa, nhưng anh sẽ cố gắng tìm cho Sung một cơ hội để có thể Sung được đi học, để có thể Sung có thể về làm các đội trẻ. Và anh sẽ cố gắng hết sức. Và đấy nó coi là một cái sự gọi là cố gắng bù đắp cho em với biết bao nhiêu những cái đen đủi mà em đã trải qua suốt 18 năm vừa rồi. Nếu bây giờ được nói một câu gì đấy với các khán giả của mình, những người mà đã theo em 17, 18 năm nay rồi, thì Sung sẽ tâm sự với người hâm mộ như thế nào? Em cũng cảm ơn những người đã ủng hộ em, đã theo dõi em suốt thời gian em là một cầu thủ trưởng thành rất là sớm. Thì em xin cảm ơn những người đã theo dõi em, đã luôn luôn ủng hộ em ạ. Cho dù em như thế nào, có những lúc em
khó khăn nhất là có những người ta lại nhắn tin vào Facebook em, không cũng động viên em để cố gắng thế thôi. Thì em cũng xin cảm ơn những người mà đã luôn đồng hành cùng em, cũng theo dõi với em rất là nhiều. Thì bây giờ con đường sự nghiệp bóng đá em đóng lại rồi, nhưng mà em nghĩ em vẫn có duyên với bóng đá, có thể em làm một huấn luyện viên, bắt đầu từ cấp tuổi trẻ, sau đó là một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thì em mong ai mà đã đang theo đuổi những ước mơ của mình đó, thì em nghĩ cố gắng làm hết sức mình đi ạ. Nếu không được nữa, nếu có những gì nó không tới với mình, nó không thật sự may mắn đối với mình, thì mình lúc đó mình sẽ không có hàng được. Em nghĩ là giống như em đi ạ, cố gắng hết sức mình đi ạ. Anh nghĩ là cứ cố gắng đi. Dạ. Bởi vì là những điều tốt đẹp nó còn nằm ở phía trước. Dạ. Có thể em không thành công lắm trong cái vai trò là một cầu thủ. Dạ. Nhưng điều đấy không có nghĩa là em không thành công với tư cách là một huấn luyện viên. Sir Alex Ferguson chưa bao giờ là một cầu thủ hay, đúng không? Mourinho chưa bao giờ là một cầu thủ. Dạ. Và chúng ta thấy là cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta lại lựa chọn một cái công việc phù hợp, một cái môi trường phù hợp, và chúng ta sẽ lên đỉnh cao. Dạ. Cảm ơn Sung rất nhiều. Quên hôm nay thì có bên công ty Dựa Đông Á cũng có một tí quà để dành tặng cho em. Em có rồi. Cái này là cho em là tốt này. Cao Ba Long này là cái hỗ trợ cho cái gối này của em là cực kỳ tuyệt vời. Dạ vâng. Nó bổ sung thêm rất là nhiều những cái loại để giúp cho hệ cơ xương khớp nó chắc khỏe. Cái này thì em mang về tặng bố mẹ. Dạ vâng. Cái này là đông trùng hạ thảo. Nó giúp cho người lớn tuổi rất là tốt để bổ sung thêm kháng thể, cũng như là đây là cái kéo dài tuổi thọ. Dạ vâng, cảm ơn. Còn cái này là nó rất là tốt cho cơ xương khớp của em. Dạ vâng. Mọi điều tốt lành. Cảm ơn anh nhé. Nấm đồng trùng hạ thảo khi được sinh trưởng trong môi trường thiên nhiên thuận lợi có hàm lượng dược chất cao vượt trội. Từ đó, ý tưởng về một sản phẩm đồng trùng hạ thảo gần gũi với thiên nhiên ra đời. Đó là khởi đầu cho sản phẩm đồng trùng hạ thảo bán tự nhiên. Khác với đồng trùng nhân tạo, ở giai đoạn sinh trưởng, nấm đồng trùng hạ thảo được nuôi trồng hoàn toàn dưới những tán rừng thiên nhiên. Con người chỉ kiểm soát về mặt sâu bệnh và những côn trùng gây hại. Công nghệ này giúp đồng trùng hạ thảo hấp thu tinh chất của thiên nhiên, nhờ đó cho chất lượng cao vượt trội. Thời gian nuôi trồng rút ngắn từ 10 đến 20%, giúp sản phẩm có giá thành rẻ hơn đáng kể. Hiện dự án đã được triển khai tại vùng dược liệu sạch Vị Xuyên, Hà Giang. Sản phẩm có chất lượng cao vượt trội nhưng với mức giá thành rất phải chăng. Mua một hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng một hộp tỏi kim cương 200g trị giá 1.180.000 đồng. Mua 3 hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng ngay một hộp cùng loại trị giá 3.540.000 đồng.